Ngày 6 tháng 9, tại thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thong Lao Sisoulith đã có cuộc gặp cấp cao Việt Nam Campuchia Lào. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ giữa ba đảng và nhân dân ba nước Việt Nam Campuchia Lào trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và cả ba đảng, ba nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng CPP Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thong Lao Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, nhất là công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội, trao đổi về tình hình thế giới, khu vực nổi lên gần đây và những nội dung ba bên cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác giữa ba đảng, ba nước trong thời gian qua. Lãnh đạo ba đảng thống nhất những định hướng lớn cho quan hệ hợp tác giữa ba đảng, ba nước trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của nhân dân ba nước trong thời gian tới. Ba nhà lãnh đạo chúc mừng những thành tựu quan trọng và toàn diện mà ba nước đã đạt được, bày tỏ vui mừng và đánh giá quan hệ hợp tác giữa ba đảng và nhân dân ba nước ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, trong đó quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, hợp tác quốc phòng an ninh được thúc đẩy hiệu quả, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học giáo dục kỹ thuật có bước chuyển biến tích cực.